phía bên đây nè, thì có cái chị diễn đúng nội tâm luôn hả? Diễn như thế nào là diễn nội tâm? Miền Trung đất bồi phù sa, người miền Trung vẫn có nhiều đời qua. Tiếp. Từ khi anh xa quê nhà, từ đó em nhớ mong người xa. Mùa đông mây lưng lờ trôi, trời miền Trung lắm bạn tình người. Trời nay bao đông rồi mà anh chưa về bên đời. Người miền Trung cực kỳ lạc quan nghe, đưa nó mà chứ. Thảo mầm hết thời rồi. Không. Hay quá, cho em một vòng tay. Bây giờ hết thời rồi. Ok. Tinh thần là chính mà, tinh thần thế là tốt đó. Vậy là bao lâu mới được? 5 phút anh ạ. Hả? 5 phút. 5 phút mới được. 5 phút tay mới thấy là con nào bị chạy chưa? Chứ nó bị chạy. Đào lên một củ thịt cho nó rút là trong khi như thế này đấy. Đào riết là tay cá cơ luôn á bé. Đồ lương. Quế bạc. Nói chung là cái người miền Trung của bạn có cái tinh thần của nó cực kỳ lạc quan trong gian khó luôn, rất là lạc quan các bạn, đặc biệt là người miền Trung. Bao năm nay vẫn vậy các bạn. Bão lụt thì mình không thể nào tránh được. Mình sinh ra ở miền Trung và cái mảnh đất mình ở miền Trung thì thường thường phải chấp nhận cái những cơn bão hàng năm. Nhưng mà người miền Trung cũng luôn rất là lạc quan và yêu đời trong cuộc sống cũng như là trong công việc các bạn. Ok. Hôm nay chia sẻ với mọi người chỗ đây là một cô gái đang làm một cái món rất là hấp dẫn cho bà miền Trung. Đây là anh ấy chia sẻ là anh đầu bếp nhưng mà anh chỉ nấu cho mẹ anh ăn thôi, mẹ anh khen. Để phong vấn rồi. Rồi. Hót người ăn. Nói chuyện dạng lắm. Nói chuyện chọc lắm. Em đầu bếp rồi. Đó, đầu bếp nữa nha anh. Thì rất là nhiều đầu bếp tập trung như đây để làm những kêu bằng thịt heo kho rút hả? Đây là món mắm. Mắm rút, thịt heo. Rút miền Trung nó khác. Đây, ba loại. Sáng không quay làm rồi.
rồi. Cái này chính xác mình gọi là cái món kêu bằng gì chị? Thịt thịt xào mắm ruốc. À em xin đính chính lại là thịt xào mắm ruốc nha anh chị. Đó. Kho quẹt. Kho quẹt luôn. Đây. Đó các anh các chị đang thái. Thái thịt. Đó thái thịt. Còn các em kêu là xắt thịt. Xắt thịt. Đó. Để mà mình chế biến là mình phải thử, phải review cho nó cách tâm. Đúng rồi em gái Đô Lương nè. Đó chị giáo cam nước ngoài quay mà giờ là vô đó ăn luôn quá là không nổi. Ngon chị. Nó phải ngon, du men cũng phải nó ngon. Rất là ngon. Rất là ngon. Đó, anh biết trang hồi mà dân chúng mình biết là đi tắm luôn. Anh phải lá tre ăn ngon. Anh với cái gì? Lá tre. Lá tre hả? Lá tre ăn được hả? Ở đây hình như làm cho trâu bò mà em. Em phải nói là ăn với rôm cũng ngon. Đó. Đây này cũng có em đi nấu nhà hàng lần nào chưa? Hay là nấu cho mẹ thôi? Anh gái? Dạ. Em đã nấu cho ở nhà hàng lần nào chưa hay là nấu ở nhà cho mẹ ăn thôi? Em nấu cho bồ đúng không? Dạ. Nấu cho bồ ăn rồi không? Không, bồ em làm gì là có bồ. À. Em sợ 26 tuổi. Anh nào vừa bỏ vợ trẻ có muốn làm bồ em thì em này là tuyên bố là trẻ trâu là không tiếp nha. Đi rồi đấy. Cái xả đấy mình bỏ nào con có mẹ nữa. Đúng rồi, cái này phải bỏ xả vô không? Cái này bỏ xả vô nó mới thơm. Đúng rồi, xả vô thơm lắm đó. Ừ. Trong này có xả không em? Có. Xả nhiều nữa là khác đó, đúng không? Hai. Thì chỗ này đúng không? Đó, từ khi em tới quay, người kia cũng tới quay, bây giờ có rất nhiều cô chú cầm điện thoại đang quay nha anh chị. Đó, và hiện tại chỗ này cũng đang là thiếu những cô chú phụ. Đó, anh chị nào có thời gian rảnh có thể đến đây phụ luôn nha anh chị. Tại thành phố Di An, Bình Dương, số 1055, đường 174, cô lộ 743. Đường 743A. BT. 743. BT. Rồi là đường tỉnh á. Đường tỉnh là DT 743, khu phố Tăng Long. Hoặc là Chiêu Liêu, bên này Tăng Long bên Chiêu Liêu. Đúng rồi, chiều cũng nói bên Chiêu Liêu, bên Chiêu Liêu. Mọi người nói Tăng Long. Ừ, hai bên là hai bên đường mà, đường này nó hai bên. Chỗ này là gần với ngã tư 550. Đó, đến đây mọi người sẽ được chiêm ngưỡng người đẹp nấu mắm ruốc. Người đẹp Đô Lương. Người đẹp Đô Lương nấu mắm ruốc nè. Tại vì ở đây đang nấu mắm ruốc cho nên kêu nấu mắm ruốc nha anh chị. Đô Lương thì rất là nổi tiếng với cái món cháo nghệ hả em? Ở Nghệ An là nổi tiếng là cháo lương nhất. Anh nấu trắng này mới là chế biến công bánh, đoạn cháo lương bánh đa hả? Đó là thịt bánh đa nấu cái gì? Có thịt xào ruốc cho lộn. Không em ý anh hỏi là bánh đa ăn với cái gì em? Bánh đa ăn với cái gì? Bánh đa ăn với cái gì cũng ngon. Chính xác. Chứ phải bánh đa ăn với kẹo bạch nha. Đúng rồi, nó ngọt. Cái ở miền Trung á, ví dụ như là Quảng Ngãi nè, với lại là Hà Tĩnh rồi ăn ngọt, ở đó có cucuda với lại là cái gì mạch nha. À. Đi ra xa xa một chút xíu là ăn hơi mạt hơi cay. À. Cay. Nói chung là về ẩm thực thì nói chung là miền Trung là rất là phong phú đa dạng. Còn ví dụ như vô Hội An rồi đó là cái món ăn nó phong phú hơn. Hội An có bánh đập. Bánh ăn gì, ăn gì đập hả? Bánh đập. Hồi trước em ra hỏi chị cái này ăn sao chị, ra lấy tay đập cái bóp. Đó cái vị là em mới biết. Đập là do là nó nằm ở trong bình đi lông mình đập ra. Phải, nó có cái lớp bột hay lớp gì nó hay lớp nó dẻo dẻo anh á, chảy trong á. Đúng kiểu như ấy nhưng không biết. Cái đó mới đặt hai con tráng lại đập cái bóp xong. Rồi hình như có mắm ruốc đang nghe dần như chúng cái chân cái gì đây. Không sao, chút giờ thơm. Chắc tối nay về thơm lắm. Đó, mọi người xin chúc bây giờ tại nhà tất cả anh chị. Đó, cảm ơn tất cả anh chị rất là nhiều thời gian xem đến đây video đến đây của hội. Chúc anh chị và chúc mọi người. Ok. Rồi ok. Tạm thời kết thúc video.
Nói chung là đường bây giờ là mọi người đi quanh lại rất là nhiều, giải phóng cái mặt bằng vải quần áo các bạn. Chỗ này hình như là nơi đây là trở thành một cái nhà hàng này, cho nên là bố trí cái chỗ này là cho mấy cái thực khách đến cũng rất là hợp lý luôn. Sắp tới là chúng ta Việt Nam tại phóng tay luôn kìa. Phóng tay luôn kìa. Bữa nay mà nhà hàng này cũng hai đứa em à? Phải không? À. Thiệt luôn hả? Đầu tư cỡ chừng 6 tỷ thôi. Ok. Rồi bây giờ mình có 6 tỷ là chưa tính cái nha. Nếu mà cá nữa có thể lên 17 tỷ luôn. À. Hai bạn này là một cặp đôi rất là hoàn hảo luôn. Em làm chủ nhưng mà người ta đưa tiền. Người ta mướn em làm chủ. Có cổ phần được rồi. Chối. Chối sáng. Nè, trong nữa thì quần áo lấp hết đi.